Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tần suất, điều kiện vận chuyển hành khách giữa hai nước sẽ do nhà chức trách hàng không Việt Nam-Trung Quốc thống nhất. Ngoài ra, Thủ tướng cũng đồng ý tổ chức đón công dân Việt Nam tại các điểm trung chuyển lớn, các chuyến bay quốc tế, trong đó có các điểm như Seoul, Tokyo, Đài Loan, Quảng Châu, Viêng Chăn, Phnom Penh. Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về mở lại đường bay quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về phương án khôi phục những đường bay nói trên. Cục Hàng không Việt Nam nêu rõ, từ tháng 6 năm 2020, các hãng hàng không nước ngoài như Cathay Pacific của Hồng Kông, Singapore Airlines đã khai thác các đường bay quốc tế đi đến Việt Nam theo hình thức thường lệ. Hiện Vietnam Airlines cũng đang duy trì lịch bay thường lệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 7 năm 2020. Các hãng hàng không nước ngoài từ UAE, Qatar, Đài Loan hay Hàn Quốc cũng khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ đi đến Việt Nam. Theo tính toán của Cục Hàng không, dự kiến mỗi tuần sẽ có từ 2.500 đến 3.000 hành khách được đưa vào Việt Nam trên các chuyến bay thường lệ. Về thời điểm mở lại đường bay quốc tế, sau khi thống nhất phương án, Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải sẽ làm việc với các đối tác để trao đổi cụ thể về các điều kiện cho việc vận chuyển hành khách giữa hai bên. Dự kiến, sớm nhất vào đầu tháng 8 năm 2020, có thể thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên. Khách được chấp nhận trên các chuyến bay này phải có visa hợp lệ khi làm thủ tục chuyến bay. Toàn bộ hành khách nhập cảnh sẽ thực hiện cách ly theo quy định về phòng chống dịch.